Xin thưa với cô chú anh chị em và các bạn, những người yêu mến du lịch Hạ Long, Động Thiên Cung nằm ở phía bắc đảo Đầu Gỗ, cách cảng tàu du lịch chừng 4 km về phía nam, là một trong những hang động đẹp nhất của vịnh Hạ Long. Nhờ diện tích hang động rộng, có nhiều cấp, nhiều ngăn với vô vàn thạch nhũ đá vôi, măng đá, những hình thù kỳ lạ, rất thích thú cho khách du lịch tham quan. Hang động này nằm ngay gần hang Đầu Gỗ, cửa hang ở trên cao khoảng chừng 25m. Đây là một hang động vào loại đẹp nhất ở vịnh Hạ Long mà con người biết tới. Hang có cấu trúc phức tạp, gồm nhiều cấp, nhiều ngăn với các trần và các bờ vách rất cao, rộng, đặc biệt là trong hang. Ở đâu cũng có và cũng thấy vô vàn khối nhũ, măng đá với các hình thù kỳ lạ. Vì vậy, người ta đã hình dung ra cả một huyền thoại về cuộc tình và sự chia tay của dòng bố dòng mẹ đã diễn ra trên vách đá này. Hoặc người ta cũng nghĩ đây là hình ảnh của các mê cung của hoàng cung Ba Tư trong chuyện tình Nghìn Lẻ Một Đêm. Trong hang cũng thấy có một dòng chữ trên vách đá và các con số 1901. Có lẽ đây là bút tích của nhà thám hiểm đầu tiên đã tìm tới hang này. Bây giờ người ta đã xây dựng một hệ thống cầu thang hành lang đẹp và công phu cả ở bên trong và bên ngoài hang, với các hệ thống đèn chiếu để khách du lịch dễ dàng vào thăm hang một cách trọn vẹn hơn. Ngày 1 tháng 5 năm 1998, Động Thiên Cung chính thức mở cửa đón du khách và từ đó đã tạo ra một làn sóng du lịch về vịnh Hạ Long. Đây là một chiếc động đầu tiên ở vịnh Hạ Long được con người sửa sang với quy mô lớn. Ngày hôm nay, Động Thiên Cung là một điểm dừng chân ưa thích, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch ở Hạ Long. Nếu du khách muốn tham quan, chỉ cần đặt các tour du lịch Hạ Long trong ngày hoặc tour du lịch vịnh 1 ngày 2 đêm với hành trình tham quan từ 4 đến 6 tiếng là khách du lịch chúng ta đã thả sức tham quan Động Thiên Cung rồi đó. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tham quan Động Thiên Cung nhé. Video của kênh hôm nay xin chia sẻ đến đây là hết. Nếu thấy video hay, hữu ích các bạn hãy ấn vào nút đăng ký ủng hộ kênh để kênh lại ra các video hay hơn nữa phục vụ quý vị và các bạn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian xem hết video.